Nguyện thứ nhất của Phật A Di Đà nói, thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ba đường ác. Tại sao không có ba đường ác? Quý vị cần biết được, người của thế giới Tây Phương Cực Lạc không có tham sân si. Tham sân si là nhân, ba đường ác là quả. Không có quả, chứng tỏ không có nhân. Chúng ta vẫn muốn tạo tham sân si, làm sao có thể giảng sanh? Cho nên, không đoạn tham sân si, không thể giảng sanh. Đoạn tham sân si quá khó. Tịnh Độ Tông nói đoạn là phục đoạn, không phải là diệt đoạn. Diệt đoạn khó. Làm sao chế phục? Dùng một câu A-di-đà Phật chế phục nó. Người xưa chú trọng gọi là truy đảnh niệm Phật. Đây là đối trị điều gì? Đối trị người phiền não tập khí nặng. Người không thể chế phục phiền não của bản thân, dùng phương pháp này có lẽ có công hiệu. Truy đảnh là bốn chữ. Người xưa thường nói rằng niệm kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật, niệm sáu chữ không bằng niệm bốn chữ. Đại sư Liên Trì cũng niệm theo phương pháp này. Điều này quý vị có thể nhìn thấy trong truyện ký của Liên Trì Đại Sư. Có người thỉnh giáo với Ngài, niệm Phật như thế nào? Ngài nói niệm bốn chữ. Ngài dạy người niệm Phật thế nào? Dạy người niệm sáu chữ, bản thân niệm bốn chữ. Quý vị muốn hỏi Ngài tại sao? Dạy người khác, người khác chưa chắc phát tâm giảng sanh tịnh độ, cho nên niệm sáu chữ. Nam mô nghĩa là cung kính, lễ kính là quay về nương tựa. Thêm những lời khách sáo này, lời tôn kính, bản thân hạ quyết tâm đời này chắc chắn phải giảng sanh tịnh độ. Tất cả những lời khách sáo đều không cần. Niệm bốn chữ chấp trì danh hiệu. Trong kinh dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Danh hiệu là bốn chữ. Thật sự hạ quyết tâm, sau đó mới hiểu rõ. Hằng ngày thật sự dụng công là càng đơn giản càng hiệu quả. Bốn chữ này là phương pháp đơn giản. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, không có một pháp môn nào đơn giản hơn, dễ dàng hơn pháp môn này. Nhưng niệm thế nào mới có hiệu quả? Cần truy đảnh. Truy đảnh chính là một câu nối tiếp một câu, nhất định không buông lời. Vọng tưởng của quý vị không khởi lên, chế phục vọng tưởng. Cho nên ngài niệm danh hiệu Phật là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, một chữ tiếp nối một chữ, đây gọi là truy đảnh. Đóng chặt phiền não, khiến nó không thể khởi lên. Rất nhiều người dùng phương pháp này thì rất có hiệu quả. Chúng ta nếu phiền não nặng, tập khí nặng, thói xấu sửa không được, không sao, dùng phương pháp này thử xem sao. Nhưng bất kỳ một phương pháp nào đều cần bền lòng, cần lâu dài. Thỉnh thoảng niệm một ngày, hai ngày, về sau bỏ mất, phiền não của quý vị lại quá mặt, chẳng có hiệu quả gì. Cho nên cần thực hành trong thời gian dài, làm thật. Điều này trong Phật Pháp nói, quý vị đã bắt đầu giác ngộ, thị giác. Tinh tấn, nỗ lực, không ngừng. Tuyệt đối không lười biếng,
Nhà Phật gọi là dũng mãnh tinh tấn. Tinh tấn là căn lành duy nhất của Bồ Tát. Công phu cần cẩn mật, công phu chắc chắn không thể gián đoạn. Mọi nơi mọi lúc thận trọng thực hành công phu. Chúng ta trong đời này mới thật sự có thành tựu. Giúp đỡ người khác tùy duyên, cũng phải rất siêng năng, rất nỗ lực, giúp đỡ họ rất nhiệt tình. Còn phải bảo vệ thanh tịnh bình đẳng giác của bản thân. Nếu giúp đỡ người khác, thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta lạc mất. Như vậy thì quý vị mắc vào sai lầm rất lớn. Đây là điều người tu hành chân chánh không thể không biết.
Đạo Phật.